Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ làm cái nội tâm con gà ấy, hay là chủ yếu là cái phần mề gà ấy, và phần gan gà, phần tim gà, phần ối gà. Mình không dùng nòng gà. Bây giờ mình sẽ làm món nội tâm gà này, xào sa tế nhá, hay là xào cay nhá. Để làm món này thì các bạn chuẩn bị cho mình 200g nội tâm này. Làm thật sạch rồi. Và các bạn trần qua mình với nước nóng này để cho khi mà mình xào nó nhanh chín hơn và nó thơm hơn. Khi trần thì các bạn là cho mình một chút gừng vào để trần nhá. Bây giờ mình sẽ ướp này với cái phần nội tâm này, với một thìa sả, một thìa cà phê hạt tiêu. Sả thì mình dùng là thìa ăn phở nhá. Một thìa bột canh, một thìa đường, ớt các bạn ướp một nửa ớt tươi. Sả các bạn để lại một nửa nhé. Ớt bột thì các bạn ướp tất nên một thìa cà phê ớt bột. Tùy theo các bạn ăn cay đến mức nào và gia vị thì các bạn có thể là nếu mà chưa đủ thì tí nữa khi mà xào thì mình nêm nếm lại gia vị sau. Như gia vị đây chỉ gồm những gia vị thông thường là bột canh hay là muối, ớt bột, mì chính, đường và sa tế. Sả, ớt, một chút tỏi, một chút hành tím. Hành tím thì tí nữa mình phi thơm với cả một chút tỏi, một chút ớt và một chút sả còn lại đấy ạ. Để ướp cái hỗn hợp này trước đã. Và mình sẽ cho một thìa Mình sẽ cho một thìa sa tế. Các bạn cho sa tế nhiều một chút nhé. Vì hôm nay là món này xào cay mà, cho nên mình phải dùng nhiều sa tế. Đây. Bây giờ mình đảo đều nguyên liệu vào, mình ướp ít nhất là 20 phút. Sau đó mình sẽ đi phơ phi tôm, phi thơm này, sả băm này, tỏi băm này, ớt băm này và hành lá. Sau đó mình sẽ cho phần này vào mình xào. Đây là món ăn này là mình dành cho những người thích ăn cay nhé. Các bạn không cần phải cho thêm gia vị nữa đâu, vì trong cái phần và ăn nhạt nhạt một chút nó sẽ ngon hơn. Vì trong cái phần sa tế nó đã cay rồi ấy, cay và mặn rồi ấy. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị chảo để tí nữa mình xào, khoảng 20 phút sau mình sẽ xào nhé. Sau 20 phút bây giờ mình sẽ đi xào nhé. Chảo mình đã chuẩn bị trên bếp rồi. Cái món này các bạn có thể gọi là món mề gà hay là nội tâm gà, xào cay hoặc là xào sa tế đều được nhé. Các bạn chuẩn bị một cái chảo cho mình. Và các bạn cho dầu ăn vào để các bạn phi thơm tỏi, hành lá, sả và một chút ớt. Ớt đây mình thích cái màu nó xanh nên mình dùng một chút ớt tươi. Ớt tươi màu xanh hoặc ớt tươi đỏ. Khi chảo nóng các bạn cho luôn vào xào. Ớt bột thì mình dùng một thìa mình ướp ở trong rồi. Các bạn có thể giảm cái độ cay đi nhé. Món này là rất là cay, chỉ những người ăn được cay thì mới ăn được thôi. Bây giờ các bạn cho cái phần nội tâm gà này vào các bạn xào. Vì mình đã nấu chín khoảng 70-80% rồi nên bây giờ mình chỉ xào qua thôi để cho thịt chín thôi. Và sau đó các bạn xào to lửa để cho thịt của chúng ta nó thơm hơn. Mình cũng không cần phải xào quá lâu. Và xào món này thì các bạn cho lửa to một chút nhé. Xào lâu quá thì cái phần gan của chúng ta nó sẽ bị bở và nó còn không còn ngon nữa. Nếu các bạn không thích ăn gan thì các bạn chỉ mua mề thôi nhé. Còn công thức thì các bạn cứ làm như thế này ăn sẽ rất là ngon. Đây đối với những bạn trẻ thích ăn những món lạ miệng, còn đối với đấy, những người mà có tuổi một chút ấy, không ăn được cay ấy, thì không nên làm cái món này. Như bố mẹ mình thì không ăn món này.
Vì sao mình lại phải nói là cái món này là các bạn phải xào lửa to? Vì khi mình ướp như vậy ấy, thì mặc dù mình đã trần rồi để cho nó ráo nước rồi, nhưng mà bên trong cái phần gan gà này nó vẫn có tích nước ấy, nên mình phải đun lửa to để mình xào nhanh, để cho hơi nước nó bay hết đi và gan, mề, tim và quả ối này nó sẽ chín và nó không bị nát và không bị mềm quá hay là mất quá nhiều nước ở bên trong, làm cho khô và không ngon. Riêng gan này các bạn chỉ nấu nó chín tới thôi thì nó ăn rất là ngon. Gan gà, gan lợn đều vậy. Gan lợn thì để luộc ngon này cũng rất là khó. Hôm nào mình sẽ làm cái video chia sẻ cách luộc gan lợn nhé. Ngon mà không bị mất nước ở bên trong ấy, không bị khô ấy. Xong rồi đấy ạ, bây giờ mình sẽ tắt bếp nhé. Vì món này cần có một chút hạt tiêu ở trên cho nó ngon, nên trước khi tắt bếp mình sẽ rắc một chút hạt tiêu lên. Rồi, bây giờ bày ra đĩa là được. Rất là ngon rồi các bạn ạ. Bây giờ là mình đã múc ra xong rồi đấy ạ. Bây giờ mình sẽ để gọn lại nhé. Các bạn có thể bày ít rau sống lên trên, ít cho rắc ít hành lá lên trên, hoặc là khi ăn này mình ăn kèm với rau sống. Còn nấu thì nó rất là ngon như này rồi. Và mình sẽ ăn thử một quả ối. Không hề biết tanh của thịt gà, rất là thơm, cay nhưng mà ăn vẫn ngon các bạn. Mùi xả, mùi tỏi, mùi hành thơm rất là thơm. Ăn thêm một miếng nữa nhé. Wow, giòn quá. Giòn sần sật của mề gà. Gan gà thì rất là béo các bạn. Cái này là mình đã làm xong món nội tâm gà xào cay rồi đấy. Hay là xào sả ớt, hay là xào sa tế, các bạn gọi thế nào cũng được. Rất là ngon. Bây giờ mình sẽ dừng video ở đây và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Vì sao mình lại phải nói là cái món này là các bạn phải xào lửa to? Vì khi mình ướp như vậy ấy, thì mặc dù mình đã trần rồi để cho nó ráo nước rồi, nhưng mà bên trong cái phần gan gà này nó vẫn có tích nước ấy, nên mình phải đun lửa to để mình xào nhanh, để cho hơi nước nó bay hết đi và gan, mề, tim và quả ối này nó sẽ chín và nó không bị nát và không bị mềm quá hay là mất quá nhiều nước ở bên trong, làm cho khô và không ngon. Riêng gan này các bạn chỉ nấu nó chín tới thôi thì nó ăn sẽ rất là ngon. Gan gà, gan lợn đều vậy. Gan lợn thì để luộc ngon này cũng rất là khó. Hôm nào mình sẽ làm cái video chia sẻ cách luộc gan lợn nhé. Ngon mà không bị mất nước ở bên trong ấy, không bị khô ấy. Xong rồi đấy ạ, bây giờ mình sẽ tắt bếp nhé. Vì món này cần có một chút hạt tiêu ở trên cho nó ngon, nên trước khi tắt bếp mình sẽ rắc một chút hạt tiêu lên. Rồi, bây giờ bày ra đĩa là được. Rất là ngon rồi các bạn ạ. Bây giờ là mình đã múc ra xong rồi đấy ạ. Bây giờ mình sẽ để gọn lại nhé. Các bạn có thể bày ít rau sống lên trên, ít cho rắc ít hành lá lên trên, hoặc là khi ăn này mình ăn kèm với rau sống. Còn nấu thì nó rất là ngon như này rồi. Và mình sẽ ăn thử một quả ối. Không hề biết tanh của thịt gà, rất là thơm, cay nhưng mà ăn vẫn ngon các bạn. Mùi xả, mùi tỏi, mùi hành thơm rất là thơm. Ăn thêm một miếng nữa nhé. Wow, giòn quá. Giòn sần sật của mề gà. Gan gà thì rất là béo các bạn. Cái này là mình đã làm xong món nội tâm gà xào cay rồi đấy.
hay là xào sả ớt, hay là xào sa tế, các bạn gọi thế nào cũng được. Rất là ngon. Bây giờ mình sẽ dừng video ở đây và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình.